Để có được nâng cấp sức mạnh từ Wonder Combo, Espada vẫn còn thiếu hai mảnh ghép. Mảnh ghép đầu tiên, Lemdu Hedgehog, sức mạnh của nhiễm gai. Wonderbook đã sở hữu bởi Saber từ rất lâu nhưng đã bị cướp bởi tên Calibur. Họ cần có một trận chiến để đòi lại sức mạnh này. Nhưng để bù đắp phần thiếu sót của bản thân, anh đã được một cô gái kỳ lạ từ Sword of Logos. Cô ta sau này sẽ trở thành Counter Sabella. Nhằm có được sự trung thành, cô ta đã tặng cho anh quyển sách Cerberus, chó ba đầu canh giữ cánh cửa địa ngục. Trận đại chiến với tên Calibur đã diễn ra nhờ sự giúp đỡ của Blade. Với Wonder Combo của anh ta, Spada đã thu thập được lại mảnh cuối cùng, Lamdo Hedgehog, kết hợp cả ba quyển Wonderbook, Wonder Combo, tạo hình vàng kim óng ánh. Phần vai trái vẫn là phần vai của thần đen, phần thân giữa là màu vàng nhạt của nhím, mảnh giáp gai góc từ phần thân cho tới chân và gương mặt của anh, phần đầu cũng được điểm tô bằng những chiếc gai sắc nhọn. Phần bên trái, cổ tay được đặc trưng bằng ba chiếc đầu, còn chỗ săn nguy hiểm nhất của địa ngục. Như những form Wonder Combo khác, anh sẽ được tăng cường sức mạnh từ sấm sét. Những nhát chém của anh sẽ được tăng cường quy lực cũng như tốc độ ra đòn cực kỳ nhanh. Là một người được đào tạo kỹ lưỡng cũng như có tiềm năng vượt trội hơn nhiều Jintaro, anh hoàn toàn không hề bị vấn đề kiệt sức khi sử dụng Wonder Combo của bản thân. Ngoài việc tăng cường sức mạnh, cả hai quyển sách vẫn khả năng cung cấp cho anh những khả năng đặc trưng từ bản thân chúng. Phần sức mạnh từ nhiễm giúp thanh gươm của Espada trở thành một chiếc chùy gai, gia tăng khả năng tấn công lên mức cực cao khi va chạm với kẻ thù bằng những chiếc gai sắc nhọn. Phần Cerberus sẽ giúp anh tạo ra những quả cầu điện. Anh sẽ điều khiển và tấn công kẻ thù bằng những quả cầu điện này. Đòn tất sát, anh đưa thanh gươm sấm sét của mình vào trong bao kiếm, rút nó ra, gia tăng tốc độ của bản thân lên mức cực hạn. Anh di chuyển cực nhanh để né tất cả những đòn tấn công từ kẻ thù, sau đó nhanh chóng lao lên bầu trời và ra một nhát chém sấm sét vào thẳng mặt chúng.